Đỗ Thị Minh. Vẫn là Đỗ Thị Minh. Các tay chắn của VTV Bình Điền Long An rất tốt. Diệu Hoa và Bích Trâm đã lập hàng rào chắn trên lưới rất hiệu quả. Chúng ta có thể nhận thấy gương mặt của ông Phạm Văn Long khá đăm chiêu trong những giây phút đầu tiên của ván đấu thứ nhất. Đỗ Thị Minh lại một pha chắn bóng tốt nữa. Vẫn là Bích Trâm và Ngọc Hòa đã cản phá hữu hiệu sau hai cú đập vừa rồi của đội trưởng Đỗ Thị Minh.